Thực ra tôi đã biết ai cướp cây bảo đao của chúng ta. Người đó là ai? Chú Chí. Chú Chí? Chú Chí à? Từ hôm Khả Nhi phát hiện có người muốn trộm trứng bạc trong phòng của giáo sư, chú Chí luôn nhiệt tình giúp chúng ta gạt bà ba. Và tôi cũng đã bắt đầu nghi ngờ ổng. Hèn chi. Cho đến hôm ba tôi đến tiệm đồ cổ bị người ta vu khống sầm sỡ, cũng do ổng gọi điện cho chúng ta trước. Khi đó con cháu của dì Hổ liền xuất hiện, ta đã bắt đầu nghi ngờ ổng. Cho nên tao đã cài bẫy. Chú Chí à, con có chuyện quan trọng tìm giáo sư, muốn nhờ chú xin nghỉ giùm con nửa ngày. Được. Ủa, có phải là kho báu thập hổ có phát hiện gì mới không? Bởi vậy con tìm được manh mối mới ở bảo đao. Ý, con phải đi liền, không rảnh nói với chú nữa ha. Bye bye. Em biết rồi, nhất định là ổng sai khiến đám người đó cướp đồ của chúng ta. Không ai đúng mặt như ổng, quen thân với mọi người cũng phản bội mọi người. Thực ra bắt đầu từ lúc con cháu của dì Hổ xuất hiện, tôi đã phát hiện bấy lâu luôn có người sắp xếp cho chúng ta tiếp cận cây bảo đao. Nhưng mà một mình chú Chí thì không thể làm được. Cho nên tôi tin đằng sau còn có thủ phạm giấu mặt. Chúng ta đi báo công an đi, buộc ổng khai thủ phạm giấu mặt cũng được. Chúng ta còn quá nhiều chuyện chưa biết được. Điều duy nhất chúng ta biết là cây bảo đao đó thực sự thuộc về dì Hổ. Nhưng mà con cháu của dì Hổ có phải thật hay không? Câu chuyện về dì Hổ là thật hay giả đây? Theo tôi, hình như đối phương còn biết nhiều hơn cả chúng ta. Cho nên cậu muốn thả dây dài câu cá lớn vụ tên này ra, nói cho chúng ta biết sự thật có đúng vậy không? Nè Phong à, như vì cái bẫy của mày, chúng ta đã bị mất tấm băng đồ rồi, có đáng không? Trong hộp đó trống rỗng à, thực tế ta không có lấy cây bảo đao ra. Hả? Bị lâu ta luôn giấu ở đây nè. Ê, không phải chứ, sao mày không nói sớm, trở mặt bây giờ. Còn sợ giải đó. Nè, mọi người không để ý dây địch mới của tôi sao? À. Giáo sư à, thực ra sợi giải này ngộ lắm. Chỉ cần ông quấn quanh bao đao thì sẽ xuất hiện tấm bản đồ ngay. Nè, vậy phù giới. Giáo sư, coi đi. Có ý nghĩa lắm. Cũng may lúc nãy đánh nhau không làm hư cái USB này. Núi Ngọc Bút, thôn Đại Ngư, núi Con Chim đều có liên quan đến thập hổ. Không chừng là nơi giấu kho báu đâu. Rất có thể lắm. Cho nên từ nay chúng ta nói chuyện phải cẩn thận một chút, không được cho chú Chí biết chúng ta đã phát hiện chuyện của ổng. Biết rồi, thả dây dài. Câu cá lớn chứ gì. Tại sao là như vậy? Thực ra là kẻ nào làm? Tôi thật sự không biết. Không ngờ ngoại trừ chúng ta còn có người hứng thú đuổi theo kho báu thập hổ. Đúng là khốn kiếp, dám phỏng tề thình của tôi. Nhưng mà anh yên tâm đi, lúc đó tôi đội nón, chúng không nhận ra tôi đâu. Tôi sẽ điều tra chuyện này. Tóm lại có chết anh cũng phải lấy lại cái bảo đao cho tôi. Chị Bích cẩn thận nha. Chị Bích từ từ thôi. Chị Bích à, chị vẫn chưa khỏi hẳn mà, còn đến đây làm gì chứ? Thì đó, gặp những hai người này mất công chướng mắt à. Chính vì tôi cố tình đến đây xem trụ cột mới của chúng ta có trình độ đến cỡ nào. Theo em thấy, trụ cột của chúng ta chỉ có một mình chị Bích thôi. Chị phải cố gắng nghỉ ngơi như vậy mới mau chóng bình phục được. Dĩ nhiên tôi không phải đến xem trình độ làm xiếc của cổ, tôi đến xem kỹ thuật hại người của cổ thôi. Xong rồi, mọi người bắt đầu tập luyện đi. Nếu không trưởng đoàn đến lại càng nhằn nữa đó. Sứ, trưởng đoàn đã binh vực ra mặt rồi, chúng ta tập hay không cũng không quan trọng mà. Cổ làm nhiều động tác giả, chẳng qua là muốn như vậy thôi. Bây giờ cổ được như ý rồi. Tôi khuyên chị đừng có giao du với hạng người này nhiều quá. Nếu không đến lúc đó tay chân bủn rủn sẽ thất bại đó. Bây giờ tôi chỉ muốn luyện tập thôi mà. Chính vì tôi không muốn cho cô luyện. Bé ra, đừng làm như vậy. Chị quá đáng thật đó. Quá đáng bằng cô sao?
Có gì muốn làm trụ cột đến tráo thuốc hại tôi? Tôi không có, tôi không có thật mà. Cô nói không có thôi, nhưng mọi người nói có. Thì đó, đó là tình trong phòng của cô mà. Nhận đại đi. Nhận đại đi, nhận đại đi. Cô làm ơn đi, tự xét lại bản thân của mình đi. Nếu không mọi người sẽ không buông tha cho cô đâu. Tôi biết bây giờ tôi nói vậy mọi người cũng không tin tôi, nhưng tôi không thể với lương tâm đâu. Thực tế không liên quan đến Đăng Đan. Thứ hại người như vậy cô còn binh vực nữa sao? Thì ra có người vô liêm sĩ như vậy, nằm giả ở đây không chịu đi. Nếu cổ không đi tôi sẽ không tập nữa. Phải đó, làm gì còn tâm trí để tập đúng chứ. Rồi, đúng rồi, đừng có tập nữa. Không tập làm nữa gì còn tâm trí chứ. Đăng Đan à, tâm trạng của mọi người không được vui, hay là em ra ngoài một lát, đừng để mọi người phải khó xử. Đăng Đan à, xong chuyện rồi, mọi người tiếp tục tập luyện đi. Dễ chịu quá. Nè, hả? Mày coi giùm tao bản báo cáo nào của kế hoạch quảng cáo Thảo Cầm Viên tốt nhất. Chuyên gia nói nếu tập trung thị lực quá lâu, chẳng những bị quán gà mà còn bị suy mắt nữa, suy trí lực và suy thính giác. Mày là chuyên gia đó phải không? Hả? Không đâu ra đâu. Bản báo cáo của đoàn xiếc thì viết dài lê thê, không cần biết đến khách sạn và Thảo Cầm Viên nữa sao? Đó mới gọi là tấn công điểm mạnh, tập trung toàn lực. Làm ơn đi. À phải, lát nữa bên công ty quảng cáo sẽ có người đến. Nè, tao đã tính cho mày ba cùng với tao rồi, cùng xem cảnh, cùng ăn cơm, cùng đi họp. Chúng ta phải tới đỉnh thất bộ đó. Ai, những trò chơi tìm kho báu này dĩ nhiên là để dành cho chị làm với mày rồi. Mày vừa lên tiếng là người ta còn nói nữa. Lần trước mày dạy tao bí quyết lạnh nhạt, bây giờ tao bị người ta siết chặt rồi, coi tao như bạn trai vậy, để coi mày làm sao xử lý đây. Bốn chữ thôi: thành kính phân ưu anh bạn à. Thành kính phân ưu hả? Quý tụi bá là nó giỏi nhất cái chiêu này nè. Đó 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 đó, mở nhắc là tới rồi kìa. Ê, Tư, chuyện gì vậy? Tôi muốn mọi người giúp cho Đăng Đan. Anh Kiện à, cho tôi một phần canh bắt trơn. À, có liền. Sao lâu quá không gặp vậy? Bận lắm hả? Phải. Canh bắt trơn. Cảm ơn. Ra ngoài hốt theo đơn thuốc cho hai thang đi. Ờ, được. Nè, chờ tôi một lát. Ừ. Anh khẳng định người đổi thuốc đó không phải là chị Bích? Người bán hàng nói chị Bích đến mua thuốc đúng hàng lắm. Loại thuốc này dùng để chữa một căn bệnh gọi là thiếu máu dạng tiểu cầu. Hồng cầu của người bệnh có thể tích hơi nhỏ, hơn nữa huyết sắc tố cũng thấp. Nói một cách đơn giản gọi là thiếu máu trầm trọng. Hèn chi chị Bích chú trọng ăn uống tẩm bổ lắm. Tôi cũng hỏi dược sĩ trung y rồi, ông ta nói thuộc địa thì bổ máu, sinh địa thì mát máu. Nếu là một người bị bệnh thiếu máu trầm trọng, sử dụng sinh địa một thời gian dài, tức là coi như tự tử mãn tính. Tôi không tin chị Bích vì muốn đẩy cô ta đi mà dùng sinh mạng của chị ra đùa giỡn. Chưa bao giờ chị đề cập có căn bệnh này hết. Chị háo thắng kiêu ngạo, mà cộng thêm người bị bệnh không ai muốn cho người khác biết mình bị bệnh, đúng không? Tôi có lỗi quá đi, bấy lâu cứ nghĩ chị muốn hại tôi. Anh hứa với tôi nha, anh đừng có nói cho ai biết chuyện này. Mỗi một người đều có bí mật, không muốn nói cho ai biết hết. Chị tùy bạc với cô còn lo cho chị vậy sao? Tôi thấy cô cũng tốt bụng lắm đó. Lần này chị bị hại thật mà. Sao cũng được, vì cô vì chị cũng được, tôi sẽ giữ kín. Nè, nhưng mà ngoài trừ chị Bích, còn ai không ưa cô, muốn đuổi cô đi không? Tôi cũng không biết nữa. Vậy thì cô nên cố gắng để ý những người xung quanh và coi biểu hiện của họ có gì khác so với bình thường không? Ngoài trừ Lan Lan, tất cả họ đều cho là tôi làm, còn chán ghét tôi nữa kìa. Những hạng người đó em không cần tính toán với họ, tại họ vô tri thôi. Mày đi theo họ tới đâu vậy? Giờ này mới về tới. Mày còn nói nữa, massage bàn chân xém chút nữa là bấm nát cái bàn chân của tao rồi. Cũng may là cơ thể của tao tốt thôi. À phải, hai con lệ châu của tao thì không có gì đặc biệt, con Bích của mày có gì mà ám không? Không có. Sao không kêu anh Phong tới ăn gì? Nó không thích ăn đồ ở canteen, hơn nữa nó cũng không rảnh. Anh đi ăn với em là được rồi. Lợi hại lắm, đổi người yêu còn mang trên phim nữa. Thay đàn ông như là thay áo vậy. Người ta ở môi trường khác nhau, dĩ nhiên là có nhu cầu khác nhau. Chị Bích à, chị đói bụng lắm hả?
Cô có biết không, tôi đến đây bắt chước người ta sinh sự, gây rối, làm mưa làm gió. Nhưng cô có biết có một chuyện người ta làm đến xuất quỷ nhập thần hay không? Đó là quậy phá hay là làm rối loạn gì? Đúng là loạn đó, nhưng mà là dạng quan hệ nam nữ. Về chuyện này cổ nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Bất kể tốt xấu già trẻ quơ hết, nào là anh Tinh nè, trưởng đoàn nè, ông Giao nè, ai cũng không buông tha. Chưa hết, các anh em chú bác trong đoàn xiếc ai cũng bị cổ quậy đến chóng mặt. Nè, cô còn ăn nói lung tung, tôi không khách sáo với cô đâu. Bỏ đi, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Tại sao phải nương theo cổ chứ? Anh coi như chiều em đi có được không? Cũng may là phụ nữ thôi, nếu là đàn ông á, anh đã nện cho một trận sưng mặt rồi. Để coi còn dám ăn nói lung tung nữa không. Thôi đừng nói nữa, em chỉ muốn im lặng ăn bữa cơm thôi. Ăn đi. Lệ à, cô có khăn giấy không? Ừ. Cảm ơn. Không lẽ ngất xỉu tại vậy sao không? Thì ra là tên khốn này. Anh đứng lại đó. Đứng lại đó. Buông ra. Anh là đồ biến thái. Buông ra. Biến thái, đồ sàm sỡ. Hắn sàm sỡ tôi nè. Đi cục. Mọi người đánh đúng lúc lắm. Tôi sàm sỡ có hồi nào? Anh có đó. Không đồ có. Đồ biến thái. Đồ biến thái. Cô còn đánh tôi nữa. Anh đứng lại đó. Mọi người coi hắn làm tôi đánh ông nổi này nè. Tôi đó. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không liên quan tới Đan Đan. Chính tôi cầm tức cô Bích dù khống cho Đan Đan. Tóm lại mọi chuyện lý của tôi không liên quan tới Đan Đan đâu. Đó, mọi người đã nghe rồi đó. Anh ta đã nhận hết rồi, không hề liên quan tới Đan Đan. Còn nữa Bích à, chuyện lần trước thực tế là có người vu oan giá họa, không liên quan tới Đan Đan. Chứng cứ đâu? Chị biết nói bằng miệng. Trưởng đoàn, anh làm vậy rõ ràng là thiên vị với Đan Đan, làm vậy rất bất công với chị Bích. Tôi tin con người của Đan Đan cũng không làm vậy đâu. Có phải đến bây giờ anh còn binh vực cho cổ không? Tôi không binh vực cho ai hết, tôi không muốn đổ qua người tốt thôi. Em thật sự rất thất vọng với trưởng đoàn như anh. Anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của mọi người. Nhưng em sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Một là cổ đi, hai là em đi. Bích, sao hả? Bây giờ muốn làm vợ hả? Chơi trò uy hiếp sao? Nè, anh yên tâm đi, lần này tôi ủng hộ anh, không cần sợ cổ. Trưởng đoàn, em cũng muốn đi theo chị Bích. Em cũng vậy. Chị Bích à, chị đi tụi em cũng đi luôn. Phải đó. Mọi người đừng làm như vậy mà. Lan Lan à, hai người này không đáng để chúng ta ủng hộ đâu. Hay là cô đi theo mọi người đi. Đi đi, đi đi, đi đi, đi hết đi. Tôi cho mấy người biết, dù các người bỏ đi hết, tôi không thay đổi ý định đâu. Được, chúng ta đi. Mọi người đừng đi. Tôi đi. Đang đang, cứ mặc kệ họ đi. Em không muốn phi thân vì em làm cho chia năm xẻ bảy. Nếu em đi có thể giải quyết được mọi chuyện, em đồng ý rời khỏi đoạn xiếc. Đang đang. Đang đang. Đang đang. Lần trước cô bị người ta hiểu lầm ăn cắp, cô cũng lưng cương quyết không chịu đầu hàng. Tại sao lần này chưa gì đã bỏ cuộc chứ? Cũng giống như cô nha, cô làm như vậy gọi là trốn tránh, không có lợi gì hết. Tôi chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc thôi. Tôi thực sự mệt mỏi lắm.
Tôi không thể chống đỡ được nữa. Tôi nhớ lần đầu tiên khi xem cô làm nhân vật chính, đúng lúc tôi cũng ngồi ngay chỗ cô đang ngồi. Ấn tượng lần đó sâu sắc lắm, bởi vì cô biểu diễn rất đặc sắc. Tất cả khán giả có mặt cũng vỗ tay không ngừng, hét đến nỗi đau cổ vì cô luôn. Bao nhiêu tràng pháo tay, bao nhiêu người ủng hộ cô. Cô thật sự đành lòng bỏ đi vậy sao? Tôi tin mọi chuyện chỉ cần có niềm tin, không có gì mà không làm được. Chuyện gì cũng có thể khắc phục mà. Lúc trước tôi cũng nghĩ như anh, nhưng bây giờ tôi mới biết thì ra có nhiều chuyện không phải đơn giản. Cũng như anh sợ độ cao vậy, anh cũng không thể khắc phục được mà. Ai nói chứ. Nè, chỉ cần tôi tin tưởng có thể khắc phục, nhất định sẽ khắc phục được. Anh có dám leo lên kia không? Đối mặt với sự thật đi. Nếu anh không làm được, tôi làm sao làm được chứ? Tôi sẽ làm được. Tôi nhất định chứng minh cho cô thấy. Có sao đâu. Yeah. Không được, không được. Nè, mày đừng leo lên leo xuống nữa, tao đã phiền lắm rồi. Bây giờ luôn cả mày cũng không thuyết phục được Đan Đan, tao tính sao chứ? Mày bước xuống giùm tao đi. Thì đang xuống nè. Nè, tao đã cố hết sức rồi. Tự mày gây ra chuyện này thôi. Ra đông nổi này, tao làm sao biết tính sao chứ? Có cần tôi phụ không? Dù sao tôi và Đan Đan cũng có thể trao đổi. Có thật không đó? Cũng còn tùy anh có bao nhiêu thành ý. Chị Khả Nhi à, chị muốn có bao nhiêu thành ý đây? Đơn giản thôi, với anh Tinh thì 200 lần hít đất đi. 200 lần hít đất? Ừ. Nào chỗ quen biết, bớt 30% được không? 140 cái được rồi. Được, bớt 30% chứ gì. Vậy lúc tôi đi đăng nỉ Đan Đan, tôi sẽ bớt 30% giùm anh luôn nha. Hả? Được. Nè, mày tin cổ thật sao? Cổ chỉ giỏi cái miệng thôi. Tao còn cần biết nhiều. Bất cứ thứ gì, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai có thể giúp tao đăng nỉ Đan Đan, tao cũng sẵn sàng chấp nhận. Thiệt tình là cũng hơi cảm động đó. Bỏ đi. Tôi cũng định trút giận giùm cho Đan Đan. Đứng lên. Cô thật sự giúp được với hứa đó nha. Cái gì chứ, em đã hứa nhất định sẽ giúp mà. Nhưng được hay không, không bảo đảm nha. Tất cả cũng tại tôi. Nếu không tại tôi đi phá cái con bích khốn kiếp đó, cũng không ra đông nổi này. Nè, nếu đổi ngược là tôi, dù sao cũng đỡ hơn bị người ta vu khống, bị người ta phá. Tôi cũng không thể nào kiềm chế được, thậm chí là mạnh tay hơn, lột da cổ, lóc xương cổ, bẻ gãy hai tay chân nữa. Cô lặp lại lần nữa đi. Em nói em cũng phá lại cổ, thậm chí mạnh tay hơn, lột da cổ, lóc xương cổ, bẻ gãy hai tay hai chân nữa đó. Từ trước tới giờ chúng ta đã nghĩ sai hướng. Thủ phạm tráo thuốc của chị Bích không phải muốn giá quà cho Đan Đan, mà là muốn thay Đan Đan phá lại chị Bích. Ý của mày là thủ phạm đó muốn thay Đan Đan đuổi con khốn Bích. Ở trong đoàn xiếc đó, người chịu thay Đan Đan trả mối thù này, bàn ngón tay cũng đếm hết rồi. Trưởng đoàn Cam, Lan Lan, cô Tư. Nếu chúng ta tìm được hung thủ thật sự, Đan Đan sẽ không cần đi nữa. Nè 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 nè, vui như vậy mau thử món salad em làm đi. Hay lắm hay lắm. Nè, cô đã, cô làm sao? Cô ăn được không?
Dĩ nhiên là được. Em đã bỏ công đi mua cuốn sách về nấu ăn về để làm đó. Anh coi nguyên liệu có phong phú không? Có thịt cua nè, thịt nguội nè, bắp nè, táo nè, cà chua nè, cái gì cũng có hết, ngon lắm đó. À, Phong à, đây là món salad mày thích ăn nhất sao? Có cà chua nè và có cả thịt nguội đó, đáng liều lắm. Nhất định là ngon miệng mà. Cũng được lắm. Nè nè nè, cục này là gì vậy? Dưa leo đó. Dưa leo? Sao dưa da của nó có lông, hình như gọi là bí thì phải. Dưa leo mà nhìn cũng ra nữa. Có gì tức cười chứ, người ta ít ăn làm sao nhìn biết được chứ. Có gì lạ đâu, chỉ lầm thôi mà. Hai người thường xuyên ăn, dĩ nhiên nhìn sâu cũng biết rồi. Anh không ăn, em ăn một mình. Sư huynh, em có pha ly sâm cho anh nè. Cảm ơn. Thật ra để Đăng Đăng đi một thời gian không chừng là một việc làm tốt. Nếu ai cũng khẳng định là cổ hại cô Bích thì đợi mọi chuyện lắng dịu mới đón cổ về, vậy là được rồi. Anh tin không phải là Đăng Đăng làm, chắc chắn là không phải đâu. Vậy người đó là ai? Không chừng là cô Bích. Cổ muốn nó đi mà. Còn không thì là ông Giao. Ông Giao muốn chia rẽ chúng ta. Cổ nội anh không có chứng cứ gì, tóm lại giá nào cũng không phải là Đăng Đăng làm. Nếu để tìm được thủ phạm, Đăng Đăng sẽ không cần phải đi. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh không để nó chịu nhục đâu. Anh không để nó đi. Em biết là trong lòng anh chỉ có Đăng Đăng. Chỉ cần em nhận là em làm thì Đăng Đăng sẽ không cần đi. Em điên rồi sao em nói cái gì vậy? Hả? Em không cần hy sinh bản thân vì Đăng Đăng đâu. Em không phải vì Đăng Đăng, em vì anh thôi. Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ. Anh biết bấy lâu em tốt với anh, nhưng anh không muốn gạt em. Anh xin lỗi. Em biết, em biết là trong lòng anh chỉ có Đăng Đăng, nhưng mà em không ngại đâu. Vì anh, chuyện gì em cũng chịu làm mà. Em đừng khờ quá, em không đáng phải làm như vậy đâu. Hơn nữa cho dù em làm vậy, đâu có ai tin em. Tóm là từ nay em đừng phí thời gian vì anh nữa. Không cần làm bất cứ chuyện gì vì anh, không có kết quả gì đâu. Cô nói đi rồi mà, sao còn ở đây chứ? Chẳng lẽ những gì cô nói không giữ lời sao? Không lẽ là giả bộ mất trí? Rõ ràng có người nói lớn tiếng là đi rồi mà. Thì đó, chú nằm dạ không đi thì hơn đó. Mọi người đừng quá đáng nữa. Những gì tôi đã nói nhất định sẽ làm. Tôi biểu diễn luôn, tối nay sẽ đi ngay. Đến giờ phút này cô vẫn chưa bỏ ý định muốn làm trụ cột sao? Tóm lại, ngày nào tôi còn là người của Phi Thăng, dù là giai gì vị trí nào, tôi cũng nhất định làm tốt nhất. Lan, qua đi nói vài câu đi. Đi đi. Tự nhiên hai người kéo tôi đến đây để làm gì? Cô nghe tôi nói rõ đã. Vụ lần trước tráo sinh địa thành thục địa, rõ ràng là do con khốn Bích làm. Chúng ta không thể để gian kế của cậu đắc thắng được. Nè, lần này chỉ có cô mới có thể giúp được Đăng Đăng thôi. Tôi? Nếu chúng ta có thể đuổi được con Bích khốn cho Đăng Đăng ở lại, cô có đồng ý mạo hiểm về Đăng Đăng không?
Hai người muốn tôi làm gì? Nè, ở đây có gói sinh địa, cô đem nó để trong phòng chị Bích, vậy là được rồi. Hai người muốn vu oan giá hoại là chị Bích làm hả? Nè, đến khi bắt ngay quả tang thì cô sẽ không thể chối cãi nữa. Vậy thì Đăng Đăng sẽ không cần gánh trách nhiệm này. Bây giờ tôi giao gói này cho cô. Ê, sử dụng về quá. Xin lỗi nha. Không có nhiều thời gian nữa đâu. Hạnh phúc của Đăng Đăng trông cậy vào cô hết đó. Được, vì Đăng Đăng, cứ để tôi lo. Rõ ràng là nói đưa sinh địa cho mình mà, sao lại là thục địa chứ? Đi ra túng là cô. Nhìn cách cô phân biệt sinh địa thục địa nhường nhĩ như vậy, nếu không quen biết tưởng đâu cô làm ở từ phía Bắc. Người bình thường không biết phân biệt kỳ thuốc đâu. Ủa, tổng đàn đang tốt với cô, tại sao cô hại cổ chứ? Không phải là Lăng Lăng làm đâu. Cô đối với em còn tốt hơn đối với bản thân. Không phải tôi thấy nỗi khổ thôi. Cô nói với ai ép cô gì? Hả? Hả? Bây giờ anh ta thì binh được cô, thì tin tưởng cô. Mấy lô cổ coi cô như chị em chút. Cô đó đi. Xin lỗi bạn đâu, tôi không phải thương hại cô đâu. Tôi chỉ một lòng muốn đuổi chị Bích đi, đòi lại công bằng cho Đăng Đăng. Tôi không có ý hại Đăng Đăng mà. Vậy tại sao sinh địa lại nằm ở chỗ của Đăng Đăng chứ? Hôm đó em lén tráo thuốc của chị Bích định đem về phòng cất giấu. Hai người chị bước vào kêu em ra phụ, nên em tiện tay lấy thuốc viết vào quần áo của Đăng Đăng. Nếu em quay về phòng đã không còn thấy quần áo đâu nữa. Tôi đã tiện tay ôm quần áo bỏ vô túi trắng xanh. Tình lệ cho bà Vân. Cho nên cuối cùng mọi người bước vào đi tìm được túi ni lông trắng xanh trong tủ của An. Trong đó có sinh địa. Xin lỗi, thật sự là tôi sợ lắm. Tôi biết là mình đúng mà. Tôi không có can đảm nào nói với mọi người là do tôi làm. Cô nghe chị Bích, không liên quan tới Đăng Đăng đâu. Bữa nay chưa làm sáng tỏ chuyện gì, nên tùy tiện vu khống người ta, vu khống đúng mặt lắm á. Tôi bỏ đi, những chuyện đã quen rồi khó sửa đổi lắm. Lan Lan, tự cô nói đi. Sao cô làm vậy? Tại em ghét chị Bích đối xử với Đăng Đăng như vậy đó. Từ khi Đăng Đăng làm được động tác mà chỉ thất bại đến nay, chị Bích luôn tìm cách để hại Đăng Đăng. Dạ, muốn đuổi Đăng Đăng đi. Cô đừng nghĩ cô nói về câu để được thông cảm thì cô sẽ không sao. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật mà. Hôm đó áo của Đăng Đăng bị nổ chỉ, chính mắt tôi đã nhìn thấy chị cầm kèm cắt móng tay cùng cô Châu cô Lệ lúi cuối ở cái giá áo à. Nè, cô không có chứng cứ đừng có nói lung tung nha. Bây giờ cô nói gì cũng vô ích, chuyện này cứ giao cho công an xử lý đi. Chị Bích, chị không thể làm vậy được. Chị làm vậy Lăng Lăng sẽ mất hết tương lai. Cô hại tôi xém chút mất mạng. Huống hồ cô nói không có đồng bọn trong chuyện này thôi. Tôi làm sao biết có đúng là không có không? Sự việc nên xử lý như thế nào, tôi cảm thấy nên giao cho trưởng đoàn quyết định đi. Sắp tới giờ biểu diễn rồi. Chuyện của Lăng Lăng đợi tôi đã diễn xong tôi sẽ xử lý. Lăng Lăng, lập tức về phòng. Tối nay không cần cô diễn. Đi đi. Đăng Đăng, tối nay em phải diễn. Sắp tới giờ mở màn rồi, mọi người chuẩn bị tập trung tinh thần, đừng ảnh hưởng tâm trạng. Đi đi. Nè khoan đã, theo quy định cũng phải cho chúng tôi kiểm tra chứ. Cô biết đó, tay chân của cô mạnh quá, lỡ như quơ lộn đồ cũng không biết đó ha. Bây giờ kiểm tra kỹ mọi thứ, mất công lần sau mất đồ lại đổ thừa cô nữa. Thì đó. Trưởng đoàn, anh có thể cho Lăng Lăng cơ hội cuối cùng không? Cô biết nhận lỗi thật rồi. Trời, nói câu xin lỗi thì không sao, lần sau giết người cũng được vậy. Tôi có thể cam đoan từ nay cô sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Trưởng đoàn à, lần này Lăng Lăng đã nhận một bài học rất lớn rồi. Trưởng đoàn, anh nói chúng ta có tinh thần phi thăng,
phải đoàn kết nhất trí, thiếu ai cũng không được mà. Tuy anh là trưởng đoàn, anh có quyền quyết định, nhưng chuyện này dù sao cũng phải xem ý muốn mọi người như thế nào đã. Tôi thì cảm thấy nên cho Lan Lan thêm một cơ hội. Thật ra chuyện lần này không chỉ là lỗi của Lan Lan, tất cả chúng ta đều không đúng. Bây giờ Đan Đan không giận chúng ta nữa, thôi thì chúng ta cho Lan Lan thêm một cơ hội đi, có được không? Vậy thôi được, nếu mọi người cũng nói như vậy. Chỉ cần chị Bích của chúng ta nói không có vấn đề gì thì không có vấn đề gì. Con người của tôi rộng lượng lắm, nếu cổ đã biết lỗi rồi, huống hồ tinh thần phi thăng của chúng ta chủ yếu là đoàn kết, tôi không truy cứu nữa. À, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp chuyện rồi. Hay quá. Đan Đan à, cô biết không, lần này cô không sao cũng nhờ bí của tôi thôi. Chứ nếu không, anh Phong cũng không nghĩ ra. Thì ra mấu chốt để phá án là tùy thuộc người nào biết phân biệt vị thuốc đó. Không phải chứ, luôn cả bí và dưa leo cô cũng không phân biệt được. Còn kể ra coi như công lao, người có công lớn nhất chính là tôi nè. Đánh tôi nữa hả? Nếu không nhờ tài diễn xuất của tôi giỏi, làm sao gạt được Lan Lan chứ. Cô và bí của cô về nhà ngủ đi. Hai người làm ơn đừng tranh giành nữa. Hey, tóm lại tôi nhường hạng nhất của tôi cho hai người đồng hạng nhất chịu chưa? Tóm lại tôi cảm ơn ba người về bữa vui tối hôm nay. Mọi người đừng có giành nữa nha. Nhưng mà tôi có một thắc mắc, tại sao lần này chị Bích lại dễ dàng buông tha cho Lan Lan như vậy chứ? À phải, không lý nào Bích khốn đó là dễ dàng như vậy. Không lẽ cô có âm mưu gì sao? Cung chừng cô bị nhiễm tính của Đan Đan nên tha cho Lan Lan thì sao? Anh muốn tôi tha cho Lan Lan? Không thể nào. Thực ra từ đầu tôi đã điều tra được chị bị thiếu máu trầm trọng, nhưng mà Đan Đan kêu tôi giữ kín bí mật để giúp cho chị. Nếu Đan Đan cũng thông cảm cho chị, không đuổi khéo chị, tại sao chị không thể đối xử Lan Lan như vậy chứ? Anh thuyết phục chị sao? Mày thuyết phục cổ thật sao? Cổ Bích khốn đó hai mắt mọc trên đỉnh đầu, hai tay nhét thuốc vô trong nách mà. Tóm lại là ta có cách. Nè Càng Ly, sao bí ẩn quá vậy? Nè, tóm lại cảm ơn các anh. À Càng Ly. Càng Ly. Càng Ly. Càng Ly. Càng Ly càng hết nha. Nè nè, thật ra bữa nay anh nên khao mới đúng đó. Nếu không nhờ Phong của tôi, Đan Đan đã về quê từ lâu rồi. À, thôi được, vì tôi và Đan Đan, tôi đãi cô và Phong Phong của cô uống ha nè. Uống tiếp đi. Nè, hai người bao say vậy sao? Ăn nói không biết tôn trọng giới, thiệt tình. Mày điên quá, còn lâu lắm mới tới bến á. Gọi thêm hai tá cũng được mà. Em cũng còn tỉnh lắm, không tin hả? Anh ra coi thông minh thử em đi. Mèo đen có màu gì? Mèo đen có màu đen, mèo trắng có màu trắng, mèo rừng có màu trắng đen. Còn La Tuyết Quyên là ai vậy? Là kiểu ếch. Trời ơi, hai người có cần đồng thanh vậy không? Hình như chúng ta đồng thanh hơn mà. Chẳng những thay đổi đến má cũng không nhận ra, thiệt tình luôn cả bà ngoại, bà cố cũng không nhận ra. Lúc trước chỗ này là một cánh đồng rộng lớn, còn bên kia thì có một con suối nhỏ. Còn chỗ chúng ta đang đứng á hả? Hợp với cô chuồng heo đó. Anh mới là đầu heo á, đầu heo. Cha lớn quá ha, chói quá ha. Coi xong thì đi đi. Nè đi đi. Sao vậy thế ma hả? Đi đi mà. Nè, tôi đi coi hồng xoàn. Nè cô à, tôi muốn coi chiếc này. Tự nhiên coi đi. Còn chiếc này? Tôi muốn coi luôn chiếc này. Hay là cô đeo thử đi, chiếc nhẫn này hợp với cô lắm. Vậy sao? Cảm ơn anh yêu. Chiếc nào đẹp hơn hả? Tôi muốn chết à. Không lẽ như vậy cũng không ủng hộ em sao? Đẹp không anh yêu? Đừng giận. Hột xoàn này á giống như tấm vậy đó, rớt xuống đất cũng tìm không được đâu. Anh tặng cho em hột xoàn lớn hơn chứ? Cũng được. À cô à, lấy cho tôi loại hột xoàn 1-2 carat, tôi muốn tặng cho bạn gái của tôi. Nhưng phải nhớ kỹ, lấy kiểu mới nhất đó nha, kiểu cũ tôi không có lấy đâu. Chịu không? Cũng được. Em yêu à, em đừng bắt chước người ta hiểu biết đông cảm. Thực ra hạnh phúc của phụ nữ không tùy thuộc độ lớn nhỏ của hột xoàn trên tay đâu. Hột xoàn là cái gì chứ? Là than thôi. Bỏ mấy trăm ngàn mua cục than đeo trên tay, cô điên sao? Ý kiến và sở thích của anh cũng lạ thiệt nha. Tốt thì coi như rác, rác thì lại quý trọng, còn chọn thứ rác rửa nhám tay trèo miệng đó. À em yêu, cũng may là tay của em đẹp, vừa trắng lại vừa mịn nữa. Nhưng mà chỉ tội cho những phụ nữ
thét đến khuôn mặt màu sắc lòe loẹt y như là đích khỉ. Hả? Ây da. Về đây. Nè, lần trước anh rủ đi chơi qua đêm tên Tiểu Hồng đó thì ra cổ bị bệnh S đó. Nè, anh nói gì vậy? Ê, tự hiểu đi. Hả? Anh bị S hả? Nè. Ê. Yes. Cũng may là có anh đó. Tôi căm ghét nhất là hạng đàn ông không có phẩm chất này. Cuối cùng thì em cũng hiểu, thì ra hạnh phúc của phụ nữ đúng là không cần hậu soạn. Cảm ơn cô. Tại gì à? Chúng ta đi lên. Đan Đan, sao tình cờ vậy? Thằng Tinh đâu, sao cũng đi với cô? Chẳng phải anh cùng Khả Nhi đi thu thập tài liệu hay sao? Vừa mới xong việc về. Sao sắc mặt của anh tệ gì? Cô cũng không có thần sắc vậy. Hay là đi thăm Diệu Diệu đi. Tôi có dự định đến đó. Đi chung đi. Vậy anh đâu? Con thứ ba rồi. Một lòng muốn tìm con cọp được tuổi trẻ khỏe mạnh để phối giống với Diệu Diệu như cả tuần rồi. Nó không chịu đếm xỉa, cũng không chịu quan tâm đến người ta. Diệu Diệu à, con hư lắm đó. Có phải Diệu Diệu không được khỏe không? Không phải nó không khỏe. Có thể nó không giống như đa số các con cọp gái khác. Chỉ biết nhớ đến con Lam Lam lần đầu tiên đưa đến phối giống với nó thôi. Vậy Lam Lam đâu? Bị bệnh rồi. Không lý nào đang bệnh cũng bắt nó đến phối giống phải không? Ai, cô bộ cũng phải tìm con cọp được thứ tư rồi. Thôi đi. Thôi đi. Trời ơi, không cần ăn yến vậy đâu. Thực ra cọp trắng cũng giống như con người vậy, có linh tính lắm. Bản thân nó biết thích cái gì, không ưa cái gì. Nếu không á, cũng không từ chối người ta hết lần này tới lần khác. Nếu thích thì suốt ngày muốn gặp mặt, còn không thích một lát cũng thấy phiền. Nhưng có những chuyện không thể ép buộc được. À phải, cô về đoàn xiếc hay ký túc xá? Tôi có chuyện đi tìm anh Tư. À, tôi cũng có chuyện cả gì đó rồi. Tôi thì tôi đi hướng này. Rồi, mời ba chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, đứng yên nha. Đi sát vô. Đi sát vô nha. Rồi, được rồi. Cao lên, cao lên. Chỗ này nè. Được. Đang đang. Đang đang, sao rảnh rỗi tới thăm anh vậy? Còn bao lâu nữa anh mới xong vậy? Cũng sắp xong rồi. Để anh giới thiệu với em nha. Đó, người mặc áo khoác màu đỏ chính là chị Quay làm giỏi, Kiên giỏi, Kim Lu xinh đẹp. Còn người mặc áo màu xanh thì dữ dằn lắm. Anh chính là anh Quay, Quay ca sấu nổi tiếng ở Hồng Kông, Macau và Đông Nam Á. Anh Quay, chị Quay. Hả? Người này chính là... Tôi biết rồi, là bạn gái của cậu chứ gì. Chào. Chà, rảnh rỗi đến thăm cậu sao? Dù sao cũng không sướng bằng anh chị Quay đâu. Ba, anh Thuận uống trà. Cảm ơn. Uống trà, uống trà. Chú Hùng uống trà. Cha, uống trà như vậy sao? Dạ phải. Phong à, dạ. Dạo này có thường xuyên ra ngoài, có manh mối gì không? Nếu có thì đâu cần đứng ở đây. Con cũng uống một ly cái đã. Trước con nói là tìm được bản đồ rồi mà. Dạ phải, con đã y theo những điểm đánh dấu trên bản đồ đi tìm rồi. Nhưng mà vẫn chưa có phát hiện gì. Nhưng coi con kìa, da khô rang à, chắc là phơi nắng rồi. Thôi đi, má đưa kem chống nắng cho con. Ngày mai trước khi đi con nhớ thoa nha. Ê má à, đàn ông con trai xài những thứ của phụ nữ đó. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Không thể không quan tâm đến sức khỏe của mình. Má con nói đúng lắm đó. Dạo này thời tiết oi bức vô cùng. Có phải con muốn phơi tới lột da không? Để nội lột luôn cho con nha. Ê này, không cần, không cần, không cần. Nội à, dạo này ông nội đặc biệt vui vẻ nha. Nói chưa đầy ba câu nội đã tìm cách nó móc con rồi. Ê, nội của con tổ chức đại thọ dĩ nhiên là vui rồi. Đâu có, chẳng phải còn mấy tháng mới tới sinh nhật nội sao? Chưa gì đã lo chuyện đại thọ rồi. Đại thọ của nội con dĩ nhiên phải làm rình rang. Còn phải tổ chức thật long trọng. Bây giờ mới bắt đầu là trễ rồi. Không có trễ đâu. Năm nay có phiền đến ông và tôi đâu. Phải. Bác trai bác gái, thực đơn đã gửi tới rồi.
Ông nội, ông coi thực đơn nào hợp khẩu vị của nội nhất. Nội sao cũng được. Còn có ý kiến nào hay không? Ở đây là món địa Trung Hải cũng ngon lắm. Salad Hy Lạp của họ cũng lành mạnh nữa. Với lại bánh nhiều lớp cũng có đặc sắc. Những món còn lại thiết kế đặc biệt cho khách lắm. Vậy sao? Nội à, nội định làm đại thọ ăn món Tây sao? Cả gì đã nói ngon mà, nên thay đổi khẩu vị thôi. Con Cúc có tài thiệt nha. Hàng năm ba tổ chức sinh nhật đều đãi món quà. Không ngờ năm nay nghe lời con ăn món Tây sao? May mắn có Khả Nhi ra sức lo giùm ba. Ê, quan trọng là mọi người vui vẻ thôi. Nè Phong à, con cũng giỏi thiệt đó, quen được bạn gái bản lĩnh như vậy. Làm gì có, quan trọng là mọi người ăn vui vẻ thôi. Mọi người đừng có ghẹo nó tới đỏ mặt nữa. Không cần mắc cỡ quá, mọi người đã coi con như là người trong nhà rồi. Bây giờ con lập tức gọi điện đặt chỗ trước nha. Nè khoan đã, tôi có vài lời muốn nói với cô. Cẩn thận nha. Đang đang, em ẩm nó thử đi. Anh làm xong rồi hả? Phải, cũng gần xong rồi. Thì vì em đó, họ làm sao đành lòng nhìn em đứng đợi anh lâu chứ. Em biết không, chị Quay thấy em là bạn gái của anh, thông cảm một lần, cho anh ôm con cá sấu ra cho em chơi nè. Cầm đi. Anh kêu em ra chẳng phải có chuyện muốn nói với em sao? Coi anh kìa, đầy vẻ bí ẩn, kỳ lạ khó hiểu. Không lẽ anh âm thầm đi mua nhẫn hột xoàn cho em sao? Anh Tinh à. Hả? Lần này giá nào em cũng phải nói rõ ràng sáng tỏ, đâu đó rõ ràng với anh. Em nói đi. Em không muốn anh hiểu lầm nữa. Em thật sự không có yêu anh. Tôi và cô chỉ có thể làm bạn. Tôi thật sự không có yêu cô. Yeah.